ซึ่งเราเห็นสภาพของการวิดีโอเอพิโซดที่ปรามไงนั้นยืนเฟอร์สแตรนด์เทรนนิ่งแบนช์มาร์กให้ครองแบนช์มาร์กนั้นยืนเฟอร์ไปเอ็กซ์ไซส์ไปเมนเอ็กซ์ไซส์เมนสควอตเมนแบนช์เพรสให้เมนเดดลิฟต์ให้แบนช์มาร์กนั้นคือยืนเฟอร์ยืนจังดังท่าสแตรนด์แบบยืนบนตันเนี่ยแต่ยืนเฟอร์แค่1 max rep จะยืนจับเป็นอันปีถึงหุ่นเต็กแต่ต่อมายืนแอดดับโหลดับโหลดับโหลดับโหลดแล้วต่อยืนเฟอร์แรงบาน After dừng lượt mùi hơi dừng ai sẽ nhạc ban vì pin nhạc tí tới 7 nhạc tí sẽ nhạc ban dù tí mà đây tha nhưng thời ca thua nắng cả lãng bình dừng ai sẽ nhạc dù mà ở đây so ở đây như thế mà thay cả lỗ ha bỏ cả hóm cả cả lỗ cả cả lỗ và to bài to đập cả lỗ đập cả lỗ chứ nâng học sắp cả lò chẳng có ngày nó cứ bỏ đi về bây giờ dưa từ nguồn máy nhưng lại ba phần nặng còn cái bây giờ anh được lực nâng bám lò để thay professional chẳng cái lực từ nguồn kia bên này cái lực mua cho khỏe ám từ pi đo này từ nguồn kia thay cái phải từ cỏ chẳng cái lực mà đòi học sụp lò gì nó chẳng đưa you try to get as heavy as you can. Chẳng chất lý got fail thầm tên xong cả lâu, which is pretty good. Chẳng result got cấp bất bởi dương miên về đi tối tối cho thầm mà cả lâu cả lâu rồi phi cả lâu cả lâu hay chẳng những ai add mà đó chạm chạm cả lâu thay dựa miên miên đọc chạm cả lâu chẳng những add nó đọc cả lâu à lấy con lược hồi chẳng đọc về nhóm nhóm lên những con như nó thích phù chi bên bạn lên đọc cả lâu đọc cả lâu đọc cả lâu à nó đọc 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 đá vì học sắp hạt đầy đi một thầy chẳng vì phát sắp chắc là lấy những đo à đài những chén hay những thưa cho tới lùm hạt thịt pì
chân lùm hạt tí phí đấy cứ bench press anh ấy cứ chỉ one of the compound exercise để cái cho chất thở for cầm nọt strength và nhớ cầm nọt power cầm nọt cầm lăng và nhớ cái phần exercise nó mũi à cái squat mình mũi hay là exercise mình tiết thì tiết nhầm được show bên phần này thôi. You will help me then, but also be aware of it that won't go down, because if I cannot get back up, you just support me so that I can put this on here. Instead of being a bong hoi hoi hoi, with let my, you know, clang pay. Clang pay viet ấy, bên đây bởi help support it, it's good, it's safe, you know. Safety procedure. Safety procedure. I can't push up it that way, man. And then I just get out of the way. Chẳng lùm hát tí bấy cứ deadlift. Chị cha con đừng show tha deadlift yên phương bấy. Hay nhưng start off with top below, top below. Hàng đáy nhưng phải nhìn lâu. Chẳng nhưng start off with size of below. And then you're gonna add phèm phèm với mình nhắn đôi khi nha. Down, just down a bit and pull up. Chẳng bởi nào nha toàn chết phơ lùm hát đẹp liệt. Thế nhưng mình biết ô phèm phì lùm phơ vui à. Play đá này ông nha, tụi mới mang những link trong description nào anh. Like video na để thoát tới miền anh gọi chơi nhưng mà bạn hát đấy vì thôi hát tới thời căn camera cho lang chân công bậc càn bờ video nó khơi đặt from one angle because nhóm đặt được lại one angle nó tới hay nhóm hát tới việc you know việc disturb ca hát đó chân that's why what no not even try my phone won't keep your back straight much too. No. And go. This is 17. What? 17? Come on, wait. Not below. Nice. Bây giờ dương lược đọt thôn tới hay giọt cập một chai chuối thế. Bây giờ dương lược tới bếch lắm. Luôn như một khang với nghĩa vậy. Nghĩa ta là nó phải lẹ trên cho mà. Chẳng thua ai một khang nó biết ngôn. Một khang nó biết tiếp vì khó khăn nữa chẳng thua ở dương. Mua. Thả nó phải dương lược thôn mình tới. Ủa thế nhưng phải bị giặt. Đây thích đây vẫn đây phải phai bảo kê tinh để bởi giỏi ấy á bởi đây dương tinh phải phai được bằng rốt bảo ấy bảo brand mà amrê dây đó support man đây từ mùa là cái lo ông pa là cái lo nó phục competition dương đạp vô thì competition cái lực thường phôn á nè cái lực họ bởi cái lo ấy chẳng cái thời gian đây nó ở đây ní support ông cái gì bắt dương lực thầm you know xong đá dương lực thì thầm sai cái lo hai cái lo ấy nè cái đàn dương phơi tay chắc mà dương lực to you know phải tập cả tập rồi như chăng ta mình lên nắng ngày lên nắng nên nó còn lớn bàn tầm phải ấy ót nhà lấy báo nha thời ca được bỏ như đang kia đây chứ thế nào cái đó trên mà ca hao á mà ca tiếp nhưng cũng đọt trên chứ việc ngồi được chứ
nhưng lượt lại quá lượt phốt lắm lượt phốt lắm phốn ra kia hết biết lẹo hả anh ấy cho lượt gầm phay của nó trên lắm mà ok nên là đai như thế tôi sẽ anh ấy nhưng vô đai như thế chân là cao tự nhiên hay dân chụp nên nó bị đau cào.